Hôm nay, từ sáng sớm, cả nhà bà Đặng Thị Hòa đã cùng có mặt đông đủ, sắp sửa đồ lễ, thắp hương lên bàn thờ gia tiên để chuẩn bị đi thăm viếng, chăm sóc phần mộ ông bà, cha mẹ, người thân. Những đứa trẻ trong nhà cũng được theo chân cha mẹ đi tảo mộ. Trước là để biết dần những ngôi mộ của gia tiên, sau là học được sự kính trọng tổ tiên qua tục viếng mộ. Độ 26, 27 Tết là tập trung con cháu vào là chuẩn bị bánh kẹo, hương, để các thứ dầu cau hoa quả để mang ra để tảo mộ, để thắp hương và mời các cụ về ăn Tết, để chứng tâm cho con, cho cháu, cho được năm mới, cho được làm ăn tấn tới và khỏe mạnh. Không chỉ gia đình bà Hòa, những ngày này tại các nghĩa trang, rất nhiều người đã tới làm lễ viếng cuối năm cho người đã yên nghỉ. Đi thăm viếng, vun lại những nấm mộ, phát cỏ dại, chặt cây cối quanh mộ, sửa sang, tu sửa mộ phần. Trong truyền thống tâm linh người Việt tin rằng, khi năm mới đến, tất cả mọi thứ đều phải được chuẩn bị, sửa sang cho mới mẻ, kể cả nơi ăn nghỉ của tổ tiên, ông bà, người thân. Nhân dịp năm cũ đã qua, năm cũ sắp qua, năm mới sắp tới, thì các mời hồn linh các cụ về cùng hưởng Tết đón xuân với lại con cháu trong nhà. Và sửa sang phần mộ, tức là cái ngôi nhà vĩnh viễn của các cụ. Thường xuyên làm như thế này và đưa cả các cháu, các chắt, nói chung là đấy, các cháu đi và hướng dẫn cho các cháu là những ngôi mộ ở đây là thế hệ trước là như thế nào, và truyền cho các cháu sau này thì là người nọ truyền cho người kia. Cuộc sống chốn thành thị tuy tất bật nhưng không ai bảo ai, mọi người vẫn luôn cố gắng sum họp để cùng nhau đi tảo mộ cuối năm. Khi đi, mỗi người đều mang theo cả tâm tư, chia sẻ về những biến cố, thay đổi của gia đình, dòng họ trong năm qua với người quá vãng. Qua đó, họ cũng cầu mong người đã khuất sẽ che chở cho gia đình khi bước sang năm mới. Con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Cầu cả ấy đã đi sâu vào tiềm thức của mỗi người Việt Nam. Tục tảo mộ cuối năm thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn ấy. Từ xa xưa đã trở thành nghi lễ quan trọng, thiêng liêng của biết bao người Việt Nam trong và ngoài nước.